Chỉ sau 2 ngày đất nước thống nhất, ngày 2 tháng 5 năm 1975 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với VTV Cần Thơ, tiền thân là Đài Truyền hình Cần Thơ, khi những chương trình đầu tiên của chính quyền cách mạng được tỏa sóng. VTV Cần Thơ cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là hai đài phát sóng sớm nhất ở miền Nam sau giải phóng. Khi ấy, phòng thu còn rất đơn sơ, máy quay phim nhựa 16 ly, in tráng thủ công. Để trường quay luôn sáng đèn, để những thước phim ghi trọn vẹn hình ảnh đời sống, đội ngũ làm truyền hình chúng tôi vừa sản xuất vừa nâng cấp, vừa học hỏi kỹ năng, vừa cải tiến kỹ thuật. Khó khăn làm vậy, thế hệ đầu của VTV Cần Thơ hiểu ưu thế của mình khi đứng giữa trung tâm đồng bằng. Địa hình bằng phẳng giúp sóng điện từ vươn xa, lượng khán giả lớn với nhu cầu tiếp nhận thông tin cao. Ngày ấy, cứ một nhà có TV là cả xóm đều xem. Ngay từ buổi đầu, chúng tôi đã luôn đồng hành với bà con, mang phương châm, ở đâu có khán giả miền Tây, ở đó có truyền hình Cần Thơ. Vượt bao cam go thử thách, VTV Cần Thơ luôn kịp thời có mặt ở các sự kiện, giúp bà con biết những gì đang diễn ra trên vùng đồng bằng rộng lớn. Lúa gieo xạ được hơn 20 ngày tuổi cũng đã chết nhiều nơi. Cùng nông dân ra đồng trong những bản tin chuyên đề về nông nghiệp. Từ những phương tiện ghi hình lớn cho đến việc ứng dụng sản xuất trên các thiết bị gọn nhẹ, hiện đại, sự trưởng thành của VTV Cần Thơ đi cùng với nhu cầu thưởng thức ngày một cao của bà con khu vực Tây Nam Bộ. Điều đó đòi hỏi đội ngũ làm truyền hình chúng tôi luôn liên tục đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ nhưng các chương trình vẫn đảm bảo hơi thở cuộc sống và đậm chất miền Tây. Và dù kết nối bằng phương tiện đường truyền tiên tiến tới đâu, chúng tôi sẽ luôn kết nối với khán giả đồng bằng từ tấm lòng, từ tâm huyết để VTV Cần Thơ luôn xứng đáng là người bạn của mọi nhà. Tiếp tục dẫn bước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành phát thanh truyền hình giao phó.